Hello, welcome back to my channel StartsGame.com. Các bạn cùng mình khám phá thử game đầu tiên nha. Chuột quất hậu đồ 2. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ hai, Ice Cream 4. Let's go. Cam ở đây, ok. Thank you.
Zillow are crew. It's lovely. Ba con năm, một con sáu, rồi. Đây rồi.
That's it. Get back here, you little bastard. Gus missed him. These kids are driving me crazy. How could they run away again? Tiếp tục số 5, 2475. Và bây giờ thì các bạn sẽ quay về vị trí kia, tìm căn phòng có một chiếc tủ khóa. Theo mình thì đó là một chiếc két. Và các bạn mở chiếc két ra thì trong đó có một sợi dây điện. Và khi lắp sợi dây điện vào thì các bạn sẽ xuống ở dưới tầng hầm của ngôi nhà này. Và đây thì các bạn sẽ không tài nào có thể đi ra bằng cửa chính mà khi các bạn vào. Các bạn bắt buộc phải đi bằng một cánh cửa ở dưới tầng hầm. Vào thì vào được, nhưng ra lại là một đường khác. Tiếp tục đi tiếp và tẩu thoát khỏi nơi này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Thank you.
Tối ngày hôm nay thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả là 20 túi tiền. Sau đó thì sẽ quay về tầng 1 là cánh cửa và các bạn sẽ tẩu thoát khỏi cánh cửa đó. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Ok, Stickman, ekip lại. Chưa bao nửa nào. Ha ha ha!
Drop a lock. Okay. Let's go. Oh my god. Nhảy luôn của đấy với tài chứ. Mình sẽ cúi thấp vào, nhìn cho dễ. Oh my god, đi luôn. So ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Grand Diva. Let's go. Thank you.
Lai các bạn phải có những khẩu súng, sau đó thì sẽ bắn để rơi những cái này. Và phải có viên gỗ thử đi rồi sang bên kia. Ok. Oh my god, wow, đi rồi. Rồi và mình sẽ phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.